Theo một số nguồn tin thì thợ cập nhật được thì khu vực này sẽ làm công viên, chứ không phải là phân lô bán nền như trước kia mình nghĩ nha các bạn. Đó, cho nên là người ta đã trồng cây rất là nhiều các bạn. Thì cái đường hoàn tụ mới khá là tiếc các bạn, đường rất là nhỏ, có 7,5 m thôi, đậu một xe thì một xe còn lại rất khó đi. Đấy, đây đường hoàn viên phụ mới nè các bạn, có 7,5 m nha. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Quy Nhơn City, mình là Thọ đây. Thì hôm nay Thọ đang ở khu vực Hồ Bầu Sen, thành phố Quy Nhơn, thuộc phường Lê Hồng Phong các bạn. Đấy các bạn, đây là Hồ Bầu Sen nữa các bạn, đấy. Thì hôm nay Thọ sẽ giới thiệu với mọi người thêm một cái dự án mới của thành phố Quy Nhơn đang được triển khai thi công để đón chào năm mới 2021. Đấy các bạn, đây phía này các bạn, đó là đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Đấy, nó đi qua Bầu Sen và giáp với đường Nguyễn Tất Thành. Đấy, phía này là đường Nguyễn Tất Thành các bạn. Đấy, khu vực đi tí nữa sẽ tới ngã năm Đống Đa. Rồi các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành cái khu vực này các bạn. Đấy, đây là cái khu vực núi Bà Hỏ này các bạn. Đấy, người ta đã vọt núi rất là đẹp. Đấy, bên phía này thì các đơn vị đã trồng cây làm công viên nha các bạn. Theo một số nguồn tin thì thợ cập nhật được thì khu vực này sẽ làm công viên, chứ không phải là phân lô bán nền như trước kia mình nghĩ nha các bạn. Đó, cho nên là người ta đã trồng cây rất là nhiều các bạn. Đấy, công viên này thì sẽ đi từ cái đoạn xóm Bầu Sen phía trước tây của Thọ này, đi ra tới đường ngã năm Đống Đa. Thì theo một số thông tin Thọ cập nhật được thì cái công viên này ngồi trồng cây ra thì sẽ trồng một cái loại hoa nhập từ nước ngoài. Cái loại hoa này là loại hoa gì thì Thọ chưa cập nhật được, nhưng mà thông tin là như vậy. Bây giờ Thọ sẽ đi một vòng tận cảnh cho mọi người xem nhé. Đây là khu vực đường Nguyễn Tất Thành giáp với ngã năm Đống Đa nè các bạn. Đấy, khu vực này là ngày xưa là núi được đục núi này bạn, để mở đường Nguyễn Tất Thành. Thì cái công viên này bắt đầu từ đoạn ngã năm Đống Đa này, các cái quán cà phê như dọc đường này các bạn thì sẽ trả lại mặt bằng cho các đơn vị thi công. Khi nào người ta làm tới thì sẽ trả lại mặt bằng cho các đơn vị thi công để thực hiện dọn mặt bằng và làm công viên. Đấy, thì xe nó làm tới đây rồi bạn, xe đục núi làm tới đây rồi. Đấy, khu vực này là đường vô đường Hoàng Văn Thụ nha. Đường Hoàng Văn Thụ đã giữa năm nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đấy, đấy có một cái xe ủi leo lên khá cao nha các bạn, để dọn các cái nhà lấn chiếm ngày xưa người ta xây dựng trên đó. Đấy các bạn, đây là cái đoạn công viên này các bạn, cây cũng được trồng khá là nhiều rồi các bạn nhé. Vỉa hè được lát đá granite hai màu khá là bắt mắt đẹp.
đấy. Có một điểm không đẹp của đường này đó là cái hệ thống dây điện này các bạn, không được làm âm dưới đất cho nên nó khá là lúng túng. Đấy khu vực này các bạn, đó khu vực này là phía trong là các cây người ta trồng rất khá là nhiều đó. Chỗ này là chắc người ta đào cái dây dứt con này các bạn. Bên này là hồ bầu sen này các bạn. Đấy này, khu vực này người ta trồng cây xong hết rồi các bạn, còn làm chắc làm cỏ mặt đất nữa thôi. Thì hồi nãy Thọ có nói thì cái công viên này sẽ được trồng một cái loại hoa nhập từ nước ngoài về. Thì cái loại hoa đó thì mình chưa có biết, nếu mà các bạn nào biết thì comment cho mình biết nha. Đấy, tới khu vực này là hết rồi các bạn. Cái đoạn này thì cái đường Hoàng Thụ mới khá là tiếc các bạn. Đường rất là nhỏ, có 7,5 m thôi. Đậu một xe thì một xe còn lại rất khó đi. Đấy, đây đường Hoàng Viên Thụ mới nè các bạn, có 7,5 m nha. Rồi, video kết thúc tại đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc đầy thú vị nha các bạn.
my head again.